các vụ thảm sát xảy ra trong chiến tranh Việt Nam, gây ra bởi quân đội Hoa Kỳ và quân đồng minh. Nổi bật là các vụ gây ra với quân đội Hàn Quốc, chủ yếu nhắm vào ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên, ba tỉnh mà quân đội Hàn Quốc thường đóng quân và tiến hành các chiến dịch truy tìm nơi ẩn náu của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Việt Cộng. Sư đoàn bộ binh thiết giáp thủ đô, hay còn gọi là sư đoàn mãnh hổ của quân đội Hàn Quốc. Tại Bình Định nói riêng, những vụ thảm sát liên tiếp diễn ra ở huyện Tuy Phước như Tân Dạng ở Phước Hòa, Nho Lâm ở Phước Hưng và nhiều nơi khác. Nhưng điển hình nhất cho những tội ác man rợ đó là vụ thảm sát do lính Nam Hàn gây ra ở Bình An thuộc địa bàn huyện Tây Sơn. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh được tội ác của bọn lính đánh thuê năm xưa. Hôm nay, mời mọi người cùng theo mình hòa vào vùng lịch sử ở một địa danh trên mảnh đất Tây Sơn. Di tích lịch sử cách mạng quốc gia, vụ thảm sát Bình An. Vào năm 1965, đứng trước nguy cơ sụp đổ của Ngụy quyền sau thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã bị động chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, hòng đánh nhanh, thắng nhanh bằng quân đội viễn chinh và vũ khí hiện đại. Về lực lượng chiến tranh, quân Mỹ và chư hầu là lực lượng nòng cốt tác chiến, biện pháp chủ yếu của chiến lược này là tìm diệt và bình định nông thôn. Tại chiến trường Bình Định, chúng đã tung vào những đơn vị thiện chiến như sư đoàn kỵ binh vai số 1 của Mỹ, sư đoàn mãnh hổ và lữ đoàn bạch mã của Nam Triều Tiên, đưa tổng số quân đội nước ngoài tham chiến từ cuối năm 1965 lên tới gần 2 vạn quân, với mộng tưởng sẽ đánh tan được các lực lượng vũ trang của ta và đè bẹp ý chí đấu tranh kiên cường của quân chúng cách mạng. Chúng tiến hành các cuộc hành quân càn quét với quy mô lớn. Những vụ thảm sát đẫm máu liên tiếp diễn ra ở huyện Phù Cát, Tuyên Phước, An Nhơn, Tây Sơn và nhiều nơi khác. Nhưng điển hình nhất cho những tội ác man rợ đó là vụ thảm sát do lính Nam Triều Tiên gây ra ở Bình An vào tháng 2 năm 1966. Ngày 23 tháng 1 năm 1966, lính Nam Hàn bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công vào Bình An. Quân địch bao vây từ bốn phía với quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ta, nhưng đã bị đánh trả quyết liệt. Không đạt được mục đích, chúng điên cuồng quay sang đốt phá thóc gạo, nhà cửa và giết hại dân lành. Hơn 100 thường dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị giết trong trận càn này, mở đầu cho một chiến dịch tàn sát trả thù hết sức dã man. Với khẩu hiệu đốt sạch, phá sạch, giết sạch, ngày 7 tháng 2 năm 1966, quân Hàn Quốc tiến hành một chiến dịch tấn công bằng vũ khí hạng nặng. Từ sáng sớm, các đơn vị pháo binh của địch đều nã nạn tất tập vào Bình An. Chúng tìm kiếm các hầm trú ẩn của dân bề nàng, thả lựu đạn hay bắt mọi người phải trồi lên rồi thả sức tàn sát. Ngay trong ngày đầu chiến dịch, 58 người dân đã bị giết hại. Những ngày sau đó, cuộc giết chóc, đốt phá ngày càng mở rộng quy mô và sự dã man. Trong ngày 12 tháng 2, 109 người đã bị giết hại. Ngày 23 tháng 2, thôn An Bình, lính Hàn Quốc đã dồn 90 người dân tới, dùng súng trung liên hạ sát toàn bộ. Ngày 26 tháng 2 là ngày đẫm máu nhất, khi lính Hàn Quốc dồn tất cả những người chúng bắt được ở các nơi về Gò Dài, thôn An Bình. Chúng đã giết hại 380 người bằng những hành động man rợ như hãm hiếp rồi dùng lưỡi lê đâm vào cửa bình phụ nữ, chất rơm đốt lửa thiêu sống trẻ em. Vụ thảm sát Bình An của lính mãnh hổ, Hàn Quốc đã khiến trên 1.000 dân thường Việt Nam bị giết hại, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ em. Sự sống ở xã Bình An gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Do nhiều gia đình, người làng bị thảm sát cùng thời gian, những người còn sống lấy 26 trên 2 làm ngày giữ chung của cả làng. Thôn Gò Dài là nơi có hướng trung tập thể lớn nhất, 380 người đã trở thành khu tưởng niệm những người đã chết trong vụ thảm sát. Những gì mà quân xâm lược gây ra trên đất Bình An là tội ác trời không dung, đất không tha. Những người dân hiền lành nơi đây luôn mong có được cuộc sống bình yên như chính tên gọi của làng mình, nhưng đã bị quân phụ chèn léo. Đến với Bình An hôm nay, sự sống đã hồi sinh, bộ mặt thôn quê ngày càng đổi mới khang trang, nhưng tội ác giả màng của quân giặc thì mãi mãi còn khắc cốt ghi thương đối với những người dân địa phương. Di tích còn lại về vụ thảm sát Gò Dài là một ngôi mộ tập thể dài 33 mét, rộng 1,5 mét, chung tác 380 nạn nhân. Năm 1988, khu tưởng niệm Gò Dài được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cách mạng quốc gia là địa chỉ đỏ cách mạng anh hùng cho bao thế hệ phía sau noi gương tiếp bước trên con đường đấu tranh vì độc lập.